Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay. Trước hết là phần đầu của bản tin với những nội dung đáng chú ý sau đây. Rau quả nhập ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Tập đoàn Hawa muốn tham gia xử lý nước thải ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, doanh nghiệp ngành dệt may gặp khó khăn bởi đơn hàng giảm mạnh. Quý vị, lượng đơn hàng thiếu hụt nghiêm trọng so với năm 2015 đang khiến nhiều doanh nghiệp dệt may rơi vào tình cảnh khó khăn, theo Hiệp hội Dệt may Thêu Đan thành phố Hồ Chí Minh. Theo Actet, mặc dù thời điểm hiện tại là thời điểm giao mùa, tình trạng đơn hàng giảm là bình thường, nhưng năm nay, số lượng đơn hàng giảm mạnh một cách khó hiểu, nằm ngoài quy luật tính toán của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cho biết, chưa năm nào tình trạng đơn hàng bị thiếu hụt nghiêm trọng như năm nay. Lượng đơn hàng sụt giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2015, trải đều ở khắp các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, từ Mỹ, EU đến Nhật. Nguyên nhân sụt giảm, theo các doanh nghiệp là do diễn biến chính trị ở một số thị trường tác động đến kế hoạch đặt hàng của các nhà mua hàng. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tại Việt Nam tăng, khiến đơn hàng dịch chuyển sang các nước khác như Campuchia, Myanmar, Indonesia. Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may ước đạt 12 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2015. Dù có tăng trưởng, nhưng đây là mức tăng thấp nhất của ngành dệt may trong vòng 5 năm trở lại đây, khi ở dưới mức 2 con số. Mặc dù là một nước nông nghiệp, nhưng người Việt Nam đang chi ngày càng mạnh tay cho rau quả nhập khẩu. Riêng 7 tháng đầu năm nay, lượng rau quả nhập khẩu đã tăng gần 36% so với cùng kỳ, theo số liệu vừa được Hiệp hội Rau quả Việt Nam Vinafruit công bố. Theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam Vinafruit, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 351 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu rau quả từ nhiều nước trên thế giới, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Thái Lan đã vượt mặt Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp rau quả lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Giá trị nhập rau quả từ Thái Lan đạt hơn 143 triệu đô la Mỹ, tăng 82% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc chỉ đạt 81 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu rau quả nhiều từ Mỹ, Úc, Myanmar, New Zealand, Nam Phi. Ở chiều ngược lại, trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu gần 1,4 tỷ đô la Mỹ rau quả, tốc độ tăng trưởng tương đương với nhập khẩu. Như vậy, trong giai đoạn này, ngành rau quả vẫn xuất siêu hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, vừa qua tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tham gia vào các dự án xử lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo tập đoàn Hanwha bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư dự án xử lý nước thải tại thành phố. Hiện tại Hanwha đang triển khai thủ tục để trình chính quyền thành phố chấp thuận thực hiện dự án xử lý nước thải hệ thống kênh Tân Hóa Lò Gốm. Ngoài dự án này, Hanwha cho biết sẵn sàng đầu tư các dự án xử lý nước thải khác trên địa bàn nếu thành phố có nhu cầu. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết ủng hộ chủ trương để tập đoàn Hanwha đầu tư dự án này và thành phố sẽ sớm chấp thuận đầu tư dự án khi tiến hành xong các bước thủ tục cần thiết theo đúng quy định. Thành phố cũng mong tập đoàn xem xét phương án đầu tư hạn chế thấp nhất chi phí, giải phóng mặt bằng để không tăng kinh phí và kéo dài thời gian thực hiện. Hanwha là tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 140 chi nhánh tại nước ngoài, hoạt động trong các lĩnh vực như khách sạn, sân góp, đầu tư xây dựng, xử lý nước thải và kiến trúc, v.v. Trong cuộc họp tìm giải pháp để giải tỏa khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị xem xét cấm xe theo giờ ở khu vực này là một phương án khả thi giúp giải quyết hiện tượng ách tắc trong giờ cao điểm diễn ra ở khu vực này. Tình hình kẹt xe ngày càng gia tăng tại một số tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất và trở nên nghiêm trọng hơn. Vì thế, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Tân Sơn Nhất đang tìm các giải pháp để khắc phục tình trạng này. Theo đó, nguyên nhân chính của sự ách tắc vào giờ cao điểm được xác định là lưu lượng xe từ đại lộ Phạm Nhân Đồng, chứ không phải là do tình trạng quá tải do tần suất các chuyến bay trong giờ cao điểm tăng cao. Về giải pháp trước mắt, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mở thêm một làn đường gần công viên Hoàng Văn Thụ để tạo thêm lối ra cho dòng xe thoát nhanh. Ngoài ra, sẽ phân luồng giao thông theo lộ trình đường Trường Sơn, Hậu Giang, Thăng Long, Phan Thúc Duyện để giảm bớt mật độ xe trên đường Trường Sơn. Sở cũng yêu cầu khu quản lý giao thông đô thị số 1 tăng cường biển báo hướng dẫn, phân luồng từ xa và đề xuất hạn chế loại xe nào, thời gian nào được phép lưu thông vào khu vực sân bay để giảm ùn tắc. Thưa quý vị, trong chuyên mục Mỗi ngày một con số hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 300 tỷ đồng. Đây là số tiền được đề xuất cấp cho Quỹ Phát triển Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong Hội nghị Toàn quốc về Phát triển Du lịch tại Hội An, Quảng Nam sáng ngày 9 tháng 8 với sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, ngành du lịch đã đạt tốc độ tăng trưởng cao cả về lượng khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật
Tuy nhiên, nếu so sánh về mức độ đầu tư xúc tiến quảng bá du lịch vẫn còn thấp so với các quốc gia khác. Vì thế, mức độ tăng trưởng của ngành trong thời gian qua chưa được coi là đạt yêu cầu. Để phát triển ngành du lịch của cả nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị chính phủ quyết định thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch trong tháng 8/2016 để tăng cường nguồn lực phát triển du lịch, thúc đẩy hợp tác công tư. Trong 7 tháng đầu năm 2016, ngành du lịch đón gần 5,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015, phục vụ hơn 38 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 235.000 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2015. Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trong nước, chúng ta sẽ tiếp tục với Cà phê Sài Gòn với những tin tức của châu Á. Người dân Nhật Bản đa phần ủng hộ Nhật Hoàng thoái vị. Chính phủ Trung Quốc dự định chi 65 tỷ đô la Mỹ để cải thiện nguồn nước.